Rồi, hôm nay là cũng đã làm xong một cái tua bin xung kích hai lần. Đây, một cái tua bin xung kích hai lần. Đấy, các bạn nhìn trong này nhá, là tua bin xung kích hai lần. À, đường ống vào ấy là phi 200. Để cho một anh bạn trong miền Trung, miền Đắk Nông nhá. Đấy, anh ấy đặt. Đấy, hôm nay mình giới thiệu lại cho các bạn, đây là bánh đà. Còn đây là gối bi. Cái bi này là chỗ này là đổ dầu vào đây, đây cái lỗ thông khí. Cái này là bi này là ngâm trong dầu 100%. Thế là đổ đến chỗ này là lửa ngập lửa trục đây là dầu nhớt. Thế bên này cũng thế, cũng đổ đến nửa chỗ này là dầu nhớt. Bi này là nó ngâm trong dầu thì nó chạy 24/24. Ổ bi này là ổ bi hình côn. Đây một ổ, đây một ổ. Đây một ổ, đây một ổ, tổng vị trí là 4 ổ. Đấy, 4 ổ bi. Đấy, còn tua bin này là tua bin xung kích hai lần. Đây, cấu tạo của tua bin xung kích hai lần này các bạn nhìn này, mình giải thích như này. Đây là nước chạy về đây, thế nó lao qua chỗ này, đây là phía dưới gầm này, thì nó lại đẩy cánh ngược lên. Sau đó là nước ở trên này, này chỗ này, thì nó lại chảy xuống, nó đẩy cánh ở trên đỉnh. Đấy. Khi cánh vượt nước sang bên kia thì nó sẽ gặp một cái bụng cánh của cái mặt đối diện, thì nó lại đẩy tiếp. Thế nên người ta gọi là tua bin xung kích hai lần là vì nó là như vậy. Còn bên này là chỗ này là lắp bô ly. Lắp bô ly lớn hay bé hay nhỏ là do mình thôi, không phải là gì cả. Đấy. Đây, ai có nhu cầu thì đến chỗ nhà mình nhé. Mình chưa làm cái tua bin này, đây là mặt bích nó. Đây cái phi 200 to này, đây, nhìn này, đấy, 200. Đấy, các bạn nhìn nhá. Đấy, lưu lượng nước hay phi 200 này các bạn phải nên nhớ rằng là nó đạt đến 90 cho đến 100, gần từ 100 lít trên một giây với độ cao là 30 mét. Đấy. Công suất con này làm cho anh ấy là chạy con 12 kW. 12 kW cho nên phải có bánh đà hỗ trợ và phải làm cái gối bi như thế này. Đừng cứ làm cái loại gối bi như kiểu đấy, gối bi tự lựa, gối bi kia có mà cho vào đây mà chạy cái tua bin này có mà chạy được vài tháng rồi mang đi mà thay ổ bi. Đấy, nhìn này, đây một cái giá đỡ ổ bi như này, các bạn cứ hình dung như vậy.